Đau quá. Không được rồi. Không được rồi. Đau quá. Cố lên. Đau dùng trước lực. mắt. Cố lên. Cố lên. Đau cố quá. Thêm chút nữa. Đau trước mắt. Đau trước mắt. Phật tổ từ bi, xin người hãy bảo hộ cho vợ con và con của con được bình an. Hả? Xin cảm ơn Phật tổ bảo hộ. Hay da, xem anh gấp gáp chưa kìa. Xin chúc mừng anh là một đứa bé trăng trẻo mập mạp. Thật làm phiền bà quá. Để ngày khác tôi sẽ hậu lễ tận trọng lại cho bà. Vậy thì tốt quá. Mau đi chăm sóc vợ con anh đi. Bà nhất định phải đến tham dự lễ ăn mừng con trai của tôi đó. Được mà, được mà. Mau vào chăm sóc vợ con anh đi. Con trai yêu của mẹ, đừng khóc nữa, mẹ ở đây. Phu nhân, nàng xem con làm sao mà cứ khóc mãi như thế này. Thiếp cũng không rõ nữa. Thiếp vừa mớm cho con ăn xong nhưng mà con không chịu ăn. Để ta dỗ thử xem nào. Không phải là đã mắc bệnh gì rồi chứ? Chân của con trai ta sao lại như thế này? Thí chủ, đừng nên lo lắng và hoảng sợ. Đứa con của ông chẳng phải đã mắc bệnh gì, là bởi do những nghiệp duyên từ đời trước mà tạo thành như vậy. Sau này vào mỗi tối, chân con trai của ông sẽ càng đau đớn, nhưng vào ban ngày, cơn đau sẽ tự tiêu trừ. Phật Đà từ bi tôn kính, xin ngài hãy giải trừ nỗi đau đớn con trai của con. Thế chủ, người không cần thỉnh cầu nơi ta. Đây là tốc mệnh nhân duyên của mỗi con người. Các người chỉ cần chăm sóc nuôi dưỡng con trai trưởng thành là được. Khi mà nguyên lực đã thành thục, cũng là lúc con trai ông thoát ly khỏi nỗi đau khổ ấy. Con trai đáng thương của ta, đừng khóc nữa. Ngoan, đừng khóc nữa. Phu quân, chàng hãy đưa con cho thiếp xem nào. Phu quân, đây đều là tạo hóa của con trai chúng ta. Phật tổ đã hiện khai thị. Về tình, về lý, chúng ta cần phải nuôi dưỡng, chăm sóc con thật tốt. Phu quân à, chàng hãy đặt một cái tên cho con đi. Phải đó. Xem hình dạng con trai của chúng ta thế này, thôi thì cứ đặt tên con là Bá Tử. Lão gia phu nhân. Hả? À, sao lại như vậy? Phu nhân, nàng xem việc gì xảy ra như thế này, phải chẳng chính là phước báo con trai của chúng ta? Phải, thiếp đã nhìn thấy hết rồi. Tuy là có những phước báo như thế, nhưng con chúng ta mới sinh ra phải chịu đau khổ như thế, thiếp đau lòng lắm. Sao mà chỉ trong một đêm là có thể xuất hiện tòa viện lớn như vậy, thật là hào chán quá. Đúng rồi, ngôi nhà tồi tàn khi trước đã biến đâu mất rồi. Thật là kỳ lạ quá. Tối qua tôi còn đỡ đẻ ở ngôi nhà này mà, làm sao mà chỉ trong vòng một đêm là trở nên giàu có như vậy? Là sinh con trai hay là con gái vậy? Là một bé trai trắng trẻo mập mạp dễ thương, hình tướng rất là trang nghiêm, nhưng mà bên chân trái có chút dị tật. Có khi nào là phước báo do đứa bé mang lại không? Nói không chừng chính là như vậy rồi. Mau xem kìa, chủ nhà ra rồi kìa. Các vị hương thân đều đã đến cả rồi. Hôm nay là lễ ăn mừng đản sanh con trai của tôi. Xin mời bà con vào bên trong có vui. Các vị hương thân thí chủ, ai cũng đều mang trong lòng mối hoài nghi, liền theo chủ nhà đi vào đạch viện, tìm hiểu xem xét sự tình. Vào lễ mừng Bá Tử ra đời, vị chủ nhà đem toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện kể hết cho các vị bà con hương thân cùng nghe. Sau khi nghe xong, ai cũng tán thán phước báo của Bá Tử.
Từ đó, người dân trong thành Xá Vệ, mỗi khi nhắc đến cái tên bá tử, tất cả các thiện nguyện đều có thể theo đó mà đạt thành. Bá tử may mắn cát tường, bà già tôi đây chỉ có một đứa con trai, nay nó theo quân đội của quốc vương đi đánh trận rồi, bây giờ sống chết thế nào tôi đều không biết. Xin bá tử may mắn cát tường, giúp cho con trai tôi có thể bình an vô sự mà trở về nhà. Hả? Mẫu thân? Mẫu thân à? Con trai ngoan của ta, con đã trở về rồi ư, mau để mẹ nhìn kỹ con một chút. Bà tử may mắn cát tường, nguyện cho đôi mắt mẹ của tôi có thể nhìn thấy mọi vật trở lại. Thấy rồi, mẹ thấy con rồi. Bà tử may mắn cát tường, sau khi sanh ra đem lại phước báo cho mọi người. Chính vì vậy, cậu nhận được sự tôn kính và cảm ơn của mọi người. Thế nhưng, mỗi buổi tối, bá tử vẫn phải một mình chịu đựng sự đau đớn dày vò. Khi bá tử được 5 tuổi, mỗi ngày và ban ngày, bá tử bắt đầu học tập 8 loại quan sát cho đến các loại học vấn thế gian. Bá tử lớn lên trong sự thương yêu chăm sóc của cha mẹ. Thế nhưng, nỗi đau đớn của bá tử mỗi đêm vẫn không ngừng dày vò cậu, mãi cho đến một ngày. À, mẫu thân, mẹ đến rồi à? Bà tử yêu quý của ta, đêm qua con có đau lắm không, con trai đáng thương của ta? Mẫu thân, con trai của mẹ đã quen rồi đó mà. Bà tử, tất cả vinh hoa phú quý hiện tại, mẹ không biết là do đâu mà được hưởng thụ, nhưng chỉ cần chân con không còn đau nữa, muốn mẹ làm điều gì, mẹ cũng đều nguyện ý hết. Mẫu thân, xin mẹ đừng nói như vậy nữa, bệnh của con là do bẩm sinh mà ra đó mà, đã mời nhiều đại phu như vậy rồi. Nhưng cũng không có cách nào trị khỏi, xem ra đã không có hy vọng gì rồi. Theo như lời Thế Tôn khai thị, đây là do nghiệt duyên đời trước của con mà phải chịu đựng sự báo ứng ở kiếp này. Lại là báo ứng à, lại là Thế Tôn. Thế Tôn là ai vậy mẫu thân? Nếu ông ta có được thần thông, biết được các việc đời trước đời này của con, sao lại không trị khỏi được bệnh của con vậy chứ? Hơn nữa, con người làm gì mà có nhân quả báo ứng, đều là chuyện dối gạt người đó thôi, con không tin đâu. Bà tử, con thật là quá vô lễ rồi. Con đã chịu quả báo 20 năm nay, còn không chịu có sự suy nghĩ hối cải. Thế Tôn chính là vị được người đời kính ngưỡng, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Những điều Thế Tôn đã nói, con không thể không tin. Hay cho con đã học nhiều học vấn đến như vậy, con quá vô tri rồi. Mẫu thân, con biết sai rồi. Con đây liền đi sám hối là được đó mà. Con là thật lòng đó chứ? Dạ, mẫu thân. Vậy con đi đi, con phải thật tâm sám hối lỗi lầm đó. Dạ. A Di Đà Phật, xin Thế Tôn khoan dung độ lượng cho tất cả tội nghiệp của con trai con. Chào cậu. Dạ, xin chào. Bà tử may mắn tốt lành, xin chào. Dạ, xin chào. Bá tử may mắn tốt lành, cậu muốn đi đâu vậy? Có cần tôi chở cậu đi một đoạn không ạ? À? Dạ, cảm ơn bác, không cần đâu. Vậy cậu hãy đi cẩn thận ạ. Dạ. Xin chào. Dạ, xin chào hai vị. Chào cậu. Chào cậu. Xin chào hai người. Đức Thế Tôn, con xin dùng bông hoa tươi đẹp này cúng dường ngài. Anh bả tử may mắn tốt lành, em cũng tặng anh một bông hoa. À, cảm ơn em. Em có biết vị tỳ kheo đó là người thế nào không? Đương nhiên là em biết rồi, ngài ấy chính là Đức Thế Tôn Vô Thượng Tôn Quý. Khi nãy em còn cúng dường ngài ấy một bông hoa rất đẹp nữa. Thôi, gặp anh sau. Thế Tôn. Ông chính là Phật Thích Ca Mâu Ni à? Sao anh lại dám trực tiếp nói thẳng danh hiệu của Thế Tôn như vậy chứ? Anh quá vô lễ rồi. Anh à, không sao đâu. Đúng vậy, ta chính là người anh vừa nói. Vậy ông có biết tôi là ai không?
Anh là bá tử may mắn tốt lành. Vậy ông hãy nói cho tôi biết, kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà phải chịu đựng quả báo đau khổ đời này như thế này? Ông nói đi, mau nói đi. Ê, ông căn bản là không biết, lại còn dám ở đây đi lừa gạt người khác. Anh không được vô lễ. Không sao, bá tử may mắn tốt lành, anh hãy theo ta. Ông nói đi, tôi đang nghe đây. Vào thời hiền kiếp, khi Đức Phật Ca Diếp còn trụ thế, thọ mạng của con người tới 2 vạn tuổi. Khi ấy tại vườn Lục Giả Uyển nước Ấn Độ, có một vị Đại Ưu Bà Tát. Vị này học rộng nghe nhiều, tài năng hơn người. Mọi người cung kính cúng dường vị ấy như đối với các vị thượng sư không khác. Lúc đó, Ngài ấy liền đem những tiền tài, vật phẩm mà mọi người cúng dường, toàn bộ đem hết cúng dường các vị tăng chúng trong chùa. Các vị tăng chúng đó đối với vị U Bà Tát đó cũng rất tốt. Cho đến một lần nọ, vị Đại U Bà Tát ấy dẫn theo một số tăng chúng đến chùa, lại vừa lúc đúng dịp các vị tăng chúng trong chùa đang tụng giới. Đây là câu chuyện gì vậy chứ? Điều là do ông bịa đặt ra đó thôi. Tôi không nghe, tôi không muốn nghe nữa. Hả? Thế Tôn, bà tử biến mất đâu rồi? Mọi người không cần hoảng sợ. Tôi đang ở đâu đây? Sao tôi có thể bay như thế này? Này, anh là ai vậy? Sao mà anh lại có thể giống như tôi đến như vậy chứ? Hả? Chuyện gì thế này? Đại U Bà Tát à, lúc tăng chúng tụng giới, cư sĩ tại gia không thể nghe được. Xin mọi người hãy quay trở về. Chúng tôi chỉ tới lắng nghe thôi mà, đâu có gì chướng ngại các vị đâu chứ. Phải đó, chúng tôi đi ra thì không có vấn đề gì. Như Đại U Bà Tát không phải đi ra sao? Ngài ấy đối với chùa này đã là biết bao công đức, như vậy mà cũng bị đuổi ra nữa à? Hiện tại tăng chúng đương lúc tụng giới, theo quy định của chùa thì các vị U Bà Tát tại gia đều phải ra khỏi đây. Ông còn các ông nữa, mỗi ngày đều giống như tên thọt chân này cứ ngồi trên pháp tòa. Ta đã cúng dường nhiều như vậy rồi, hôm nay cứ như lại đuổi ta ra khỏi kinh đường. Trước mặt nhiều người như vậy cũng không thèm nể mặt ta một chút. Ông muốn tôi nghe, tôi sẽ không thèm nghe lời giáo dạy của các ông nữa. Đại U Bà Tát ngươi vừa nhìn thấy đó chính là ngươi của 500 đời trước. Ngươi cũng đã chịu quả báo phải chịu 500 đời làm người thọt chân. Kiếp này chính là kiếp sau cùng phải chịu thân khuyến khuyết thọt chân của ngươi. Về sau Đại U Bà Tát kia suy nghĩ đã thông, liền thành tâm phát nguyện sám hối. Đến lúc sắp lâm chung, người đó phát nguyện rằng: nguyện đem công đức trì giới cúng dường tăng một đời của con. Đời đời kiếp kiếp, mọi người khi nhắc đến tên con, việc gì cũng có thể cát tường thuận lợi. Cũng hy vọng tội nghiệp ác khổ máng nhiếc tăng chúng của con không thành thục. Nếu như một ngày ác nghiệp ấy mà thành thục, thì nguyện cho thời khắc phát tâm xuất gia, liền được giải thoát khỏi khổ đau. Thế Tôn, Đại Từ Đại Bi, xin người khoan dung độ lượng cho tội chúng của con đã phạm. Con nguyện thành tâm xuất gia, dùng công đức tụng kinh trì giới của con sau khi xuất gia, tiêu trừ những tội nghiệp mà con đã vi phạm. Xin Thế Tôn người hãy thu nạp đệ tử. Được. Nay nguyện lực của con đã thành thục, vậy thì con hãy theo ta. Thế Tôn đi cẩn thận. Đây là cơm chay, con xin cúng dường ngài, cung kính được Thế Tôn. Xin cảm ơn. Quả thật là thần kỳ, chân của bá tử đã khỏi rồi. Thì ra kiếp trước của bá tử là như vậy, chúng ta phải trì giới, cúng dường tăng chúng và tinh tấn làm các việc thiện mới được. Nhưng quan trọng nhất chính là không nên làm các việc ác nghiệp. Phải đó.